Xin chào thầy và các bạn, em là Hoàng Thị Thu Phương. Và hôm nay ở trong video này thì em sẽ nói lên những cái phần mà mình đã được học ở trong buổi đầu tiên của tiết học khoa học quản lý. Thì ở trong cái buổi học này em nhận ra được có 3 ý chính. Thứ nhất là về quản lý là gì, thứ hai là về khoa học, và thứ ba là về khoa học quản lý. Thì đầu tiên em rút ra được một cái, đó chính là khoa học quản lý là cái việc mà chúng ta đo lường hiệu suất công việc của cá nhân này, của một tổ chức này hay là một nhóm các thứ đó, và đối tượng có thể sử dụng cái việc khoa học, ứng dụng cái việc khoa học quản lý này vào có thể là trong công việc và có thể là chính con người của chúng ta. Và có một thứ mà không thể nào cái khoa học quản lý này, nó là một thứ không thể thiếu khi mà chúng ta thành lập một công ty hay là chúng ta là một tổ chức, một đội nhóm. Nó là một trong những thứ tốt nhất để chúng ta có thể vận hành được cái đội nhóm cũng như là cái tổ chức của chúng ta, để mà chúng ta tìm được ra những cái phương pháp tối ưu nhất để nâng cao cái hiệu suất, cái năng suất của cá nhân, của đội nhóm hay là của tổ chức của mình. Đó, thì đó là những cái hiểu ban đầu và những cái hiểu sơ qua tất cả những gì liên quan tới cái khoa học quản lý. Còn tiếp theo thì em sẽ vào phần chính, đó chính là phần quản lý. Quản lý ở đây là gì? Quản lý ở đây là đưa mọi thứ vào khuôn khổ này, có thứ tự sắp xếp ổn thỏa. Và khi mà mình đưa vào trong khuôn khổ và có sự sắp xếp ổn thỏa thì mọi người sẽ được phân công công việc một cách rõ ràng, và mọi người có thể tập trung vào công việc của mình một cách cặn kẽ nhất và chi tiết nhất ấy. Có một cái thứ mà em thấy nó khá là đúng, đó là ví dụ một công việc mà nhiều người làm thì chưa chắc đã xong, nhưng một công việc một người làm hay là nhiều người, mỗi người làm một công việc khác nhau ấy, thì nó sẽ hoàn thành một cách nhanh nhất hơn. Bởi vì ví dụ khi mà nhiều người làm cùng một công việc, mỗi người lại có một cái ý tưởng riêng, thì nó sẽ phát sinh ra một cái vấn đề, đó chính là cãi nhau, bởi vì là ý tưởng của mỗi người thì đều khác nhau mà. Và khi mà như vậy á, thì dẫn đến một việc là mình không thể nào mà chọn ra được cái ý đúng ấy. Đấy, cho nên là cái việc quản lý rất là cần thiết. Vì khi chúng ta chia việc thì mỗi người sẽ tập trung vào việc của mình thì sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất cho mình trong cái khoảng thời gian đó. Và khi mà đã quản lý thì sẽ có người bị quản lý và người quản lý. Người bị quản lý chính là ví dụ như là nhân viên này, hay là những cái vị trong tổ chức thì chính là những cái người trong đội nhóm. Còn người quản lý thì có thể là trong nhóm, có thể là tổ trưởng hoặc là lớp trưởng ở trong lớp. Còn hay còn gọi một cái tên khác lắm là người quản lý ấy. Người quản lý thì sẽ là người đứng đầu và phân chia công việc cho tất cả mọi người. Và khi mà giả sử trong đội nhóm có một sự bất đồng và có nhiều quan điểm khác nhau thì người quản lý sẽ là người chốt lại được ý kiến cuối cùng, và tất cả mọi người sẽ phải theo ý kiến đó, bởi vì người quản lý chính là người đứng đầu và chịu tất cả mọi trách nhiệm của đội nhóm cũng như của tổ chức của mình. Nên khi xảy ra bất cứ vấn đề gì thì người quản lý chính là người phải chịu đầu tiên. Vậy nên họ chính là người mà có thể đưa ra tất cả mọi ý kiến trong nhóm, và tất cả mọi thành viên trong nhóm phải nghe theo. Nếu mà trong nhóm mọi người không nghe theo ấy, thì một là người đó sẽ out ra khỏi nhóm, và hai là có mức thì cũng mình nghĩ là cái việc giải quyết có thể là ngồi lại với đội ở nhóm trưởng của mình ấy, người quản lý của mình. Nhưng mà đối với cái việc như vậy thì mình nghĩ nó cũng sẽ không có hiệu quả cao nếu mà người quản lý đã đưa ra quyết định cuối cùng và rất là chắc chắn ấy. Đó, cái việc đó thì mình thấy là nó sẽ thường xảy ra, và chúng ta có một cái, đó chính là chúng ta phải chấp nhận. Và có một thứ mà mình gần đây mình được nhắc đến, mình cũng khá là lưu tâm, đó chính là khi mà chúng ta muốn hòa nhập vào một tổ chức, hòa nhập vào một cộng đồng thì chúng ta phải tiêu chuẩn hóa cái cá nhân của chúng ta làm sao để phù hợp với cái cộng đồng và cái tổ chức đó. Một khi mà có thể làm được như vậy thì chúng ta mới có thể phát triển được chính bản thân mình và đi theo được cái đội nhóm cũng như là cái tổ chức đấy một cách lâu dài hơn. Thì đó là toàn bộ những gì mà mình đã học được ở trong cái phần quản lý. Và có một câu nói đó chính là khi mà chúng ta có cái chức vụ cũng như là cái quyền lực ấy càng cao thì trách nhiệm của chúng ta sẽ càng lớn. Và khi mà chúng ta đã có một cái chức vụ quyền hạn như vậy
thì những cái quyết định của chúng ta đưa ra là những quyết định rất là chuẩn xác, phải chuẩn xác và có ảnh hưởng tới rất là nhiều người đó. Và thứ hai, phần mà mình muốn nói tới nữa đó chính là về khoa học. Thì khoa học ở đây chính là dựa trên những thực tế đã được chứng minh, đã được thực nghiệm và đã được kiểm chứng. Và cái việc khoa học này là những thứ mà các nhà khoa học đã chứng minh ấy, và nó được ứng dụng khoa học, nghĩa là phải thực tế. Đó là cái mà mình ấn tượng nhất. Và khoa học quản lý thì nghĩa là chúng ta quản lý, chúng ta đưa ra kế hoạch một cách thực tế, khoa học, văn minh đó. Và bây giờ mình tìm hiểu có rất là nhiều trường phái khoa học quản lý khác nhau, ví dụ như là có lễ trị của Khổng Tử, pháp trị của Hàn Phi Tử, hay là khoa học quản lý hiện đại ngày nay của nhiều nhà khoa học khác, ví dụ như là Taylor đó, ví dụ như vậy. Thì mỗi một thời đại, mỗi một giai đoạn lịch sử thì sẽ có những cách quản lý khác nhau và những cách mà mọi người noi theo khác nhau. Cái này thì còn phải tùy thuộc. Ví dụ như ngày xưa, thời xưa có một cái lễ nghi tôn giáo hay còn gọi là lễ trị của Khổng Tử, mọi người cũng đã từng nghe thấy, và mình nghĩ gần như tất cả mọi người đều được nghe đến cái chữ Khổng Tử này, bởi vì cái trường phái này nó ảnh hưởng rất là nhiều người, thậm chí đến bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng đó. Ngoài ra thì còn có pháp trị hay khoa học quản lý tên Hoa Mỹ sau này, nó là như vậy đó. Thì đó là toàn bộ những gì mà mình đã học được ở trong cái bài học vừa rồi, và mình đã trình bày trong cái video này. Thì mình rất cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian để xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.